Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa đưa ra xét xử và tuyên phạt nhóm 3 bị cáo cùng trú tỉnh Thanh Hóa gồm Trịnh Đình Hùng 7 năm tù về hành vi giết người, Lê Đình Sáu 15 tháng tù và Lê Vũ Chính 9 tháng tù cùng về hành vi cố ý gây thương tích. Theo đó, do mâu thuẫn với nhau trong việc sử dụng vật liệu xây dựng nên sáng ngày 9 tháng 12 năm 2019, tại một công trình xây dựng trên đường Võ Nguyên Giáp, thuộc địa bàn quận Sơn Trà đã xảy ra cãi vã giữa anh Phạm Văn Quyết trú Nghệ An và chị Nguyễn Thị Sen trú Thanh Hóa. Lúc này Hùng đang đứng gần đấy lao vào xô đẩy để bảo vệ cho chị Sen. Thấy Hùng và Quyết như vậy, Sáu lao vào can ngăn. Lúc sau, Sáu gặp và cãi vã với anh Hồ Văn Vương và Hồ Văn Đông dẫn đến xô xát. Thấy sự việc, Hùng cầm sẵn lao vào giải vây, đập trúng đầu anh Đông gây thương tích 26%. Chính giúp Sáu đánh Phương gây thương tích 13%. Tại phiên tòa, các bị cáo đã thành khẩn khai nhận vì mâu thuẫn của những người cùng quê nên can thiệp gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng đến tính mạng của các bị hại.